Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Sơn xin chia sẻ cho các bạn về một bài thuốc gia truyền của người dân tộc Dao. Và Sơn rất là vinh dự khi bài thuốc gia truyền của Sơn là một trong 7 bài thuốc tính đến thời điểm hiện tại của tỉnh Lai Châu đã được Sở Y tế tỉnh Lai Châu cấp giấy chứng nhận là bài thuốc gia truyền, và Sơn là người sở hữu nó. Và cái bài thuốc gia truyền của Sơn là một bài thuốc chuyên đặc trị các vấn đề về dạ dày, như là viêm dạ dày này, viêm loét dạ dày, viêm hang vị dạ dày này, trào ngược dạ dày thực quản này, nhiễm khuẩn HP này, xuất huyết dạ dày này, và một số những cái biểu hiện như là đầy hơi, trướng bụng, ợ hơi, ợ chua, đi ngoài thì phân lỏng, phân nhão, có lúc thì phân táo này, có lúc thì phân đen này, thì chúng ta sử dụng cái bài thuốc này nó đem lại hiệu quả rất là cao. Và hôm nay Sơn muốn chia sẻ đến các bạn cái bài thuốc của Sơn, muốn lan rộng ra cho tất cả mọi người đều biết đến cái bài thuốc này. Bài thuốc gia truyền của Sơn gồm có hơn 10 vị thảo dược được lấy ở trên rừng sâu và chính tay Sơn trực tiếp đi lấy. Và cái bài thuốc này thì gồm có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng thuốc thang. Thuốc thang như Sơn đang cầm trên tay đây. Đây là dạng thuốc thang, thì để cho các bạn sắc uống. Và dạng thứ hai nó chính là dạng cao. Dạng cao như thế này. Và Sơn đã chế ra thành dạng cao như thế này. Để mình đóng lọ như thế này. Và mỗi một lọ như này là 300g. Và trong cái thành phần bài thuốc thì gồm có hơn 10 vị thảo dược, có một số vị chữa về viêm loét, có một số vị thì chuyên đặc trị về các vấn đề mà đầy hơi, trướng bụng, còn một số vị thì đặc trị về các vấn đề đi ngoài, phân táo này, hoặc là phân lỏng này, một số vị thì chuyên điều trị về các vấn đề mà bị trào ngược đó, còn một số vị thì đặc trị vi khuẩn HP. Thì hôm nay Sơn xin chia sẻ cho các bạn một chút cái hình ảnh về cái bài thuốc gia truyền của Sơn đã được Sở Y tế tỉnh Lai Châu chứng nhận là bài thuốc gia truyền. Và Sơn rất là vinh dự là một người trong số 7 người của tỉnh Lai Châu được Sở Y tế tỉnh cấp giấy chứng nhận là bài thuốc gia truyền. Và Sơn muốn lan tỏa cũng như là muốn chia sẻ cái bài thuốc này để cho nhiều người biết đến hơn nữa về cái bài thuốc chuyên đặc trị vấn đề về dạ dày này. Nếu mà các bạn, các anh chị có nhu cầu sử dụng đến cái bài thuốc của Sơn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho Sơn. Sơn sẽ trực tiếp bốc thuốc cho các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.